được sao không? Tầm khoảng hơn 5 giờ, lúc đó là đang đèn đỏ. Sau khi nghe một tiếng va chạm lớn thì em quay lại, em thấy xe của nạn nhân là bị đẩy đi một đoạn, còn nạn nhân bị cán dưới lốp. Sau khi cán qua nạn nhân, xe buýt vẫn không dừng lại, nó vẫn cứ trôi đi tiếp ạ. Nạn nhân là nữ ạ, tầm 30 tuổi ạ. Nạn nhân bị cán bánh xe qua lưng ạ, và đầu gối là bị nát ạ. Thank you.